Ớt 2019, một bộ phim kinh dị nhưng đầy tính nhân văn. Ớt là bộ phim thuộc thể loại kinh dị và được ra mắt từ năm 2019. Phim xoay quanh gia đình Wilson, một tầng lớp trung lưu bình thường. Xong thì một đêm nọ, cả gia đình Wilson phát hiện 4 người mặc đồ đỏ đứng trước cửa nhà mình. Nhưng điều đặc biệt là hình dáng và khuôn mặt của họ lại giống hệt các thành viên trong gia đình Wilson. Họ là ai và đang có mục đích gì? Các bạn đi xem phim đi nha. Ớt không dẫn dắt người xem theo kiểu hai đội nhảy và bụp nhau như những bộ phim khác, mà mỗi người sẽ được dẫn dắt ra một không gian riêng để tự xử lý bản sao kia của họ. Điều đó ẩn ý việc mỗi người sẽ phải tự chịu trách nhiệm với chính mặt tối của mình. Và thông điệp mà Ớt muốn gửi gắm chính là: kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là chúng ta. Kẻ thù đó không chỉ tồn tại ở cá nhân, mà nó có lên tới cấp độ gia đình như trong phim, hay thậm chí là cấp độ xã hội. Tại thời điểm mới ra mắt, phim nhận được rất nhiều đánh giá tốt, rằng đây là một bản giao hưởng hoành tráng về nỗi sợ, nhưng đồng thời là câu chuyện ẩn dụ mang màu sắc viễn tưởng đầy tham vọng và tiếng cười chua chát về giai cấp. Mình thấy Ớt khá là đáng xem, các bạn nên cân nhắc để thưởng thức bộ phim này nhé.